À, xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cá tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 Âm lịch là ngày 26 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đào, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trần, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là hỏa sinh thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tí và than thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi màu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tí. Tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm than, màu than, giáp tí, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, Tốt mọi việc, sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao thiên tài, à, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao thiên tạc sáu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao quả tú sáu đối với cưới hỏi sao phụ đầu giáp? kỵ khởi công động thổ sao tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao không phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Và sau đây, mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy vận trình của bạn đang gặp ngày hung cát đan xiên. Với bạn tuổi Tý, có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng về con đường tài lộc của bạn thì khó mà được như ý. Với bạn tuổi Tý trong ngày này lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ, bạn đang có được quý nhân, sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn mạnh, có được nhiều cơ hội gặp gỡ với người, tâm đầu ý hợp với mình. Chỉ cần đôi bên có chút tình cảm với nhau thì sẽ có cơ hội để thúc đẩy, xúc tín mối quan hệ trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Đây là lời cảnh báo về tiền bạc khi mà tiền vốn dị chẳng dễ kiếm. Với bạn đang tiêu xài quá hoang phí và bạn đừng có nghĩ rằng trời sinh vôi, trời sinh cỏ, có tiền núi mà tiêu hoang phí thì cũng sẽ hết một cách nhanh chóng mà thôi về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 nên mở lòng mình đón nhận tình yêu tới tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996 và 1936 có nhiều cơ hội để tìm thấy người tâm đầu ý hợp tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 2008 và 1948 dễ mù quáng và đánh mất tiền bạc tử vi tuổi canh tí thuộc thổ sinh năm 1960 tin lầm người có thể sẽ gây hại đến mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc sinh năm 1972 đào hoa nở rộ sớm có tình yêu và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi thân tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp phải ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi đây có thể là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của bạn thay đổi thất thường không thể xác định được và người ấy có thể sẽ cảm thấy bất mãn khi mà với những cố gắng và nỗ lực của mình không được bạn công nhận. Kỳ thực thì với bạn tuổi Sửu vô cùng cảm kích trước tấm lòng của đối phương nhưng tâm trạng của bạn không vui nên chẳng hề muốn nói lời cảm ơn nào. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh tuổi Sửu đang có được nhiều khởi sắc. Với bạn tuổi Sửu có thể đạt được những thành công nhất định sau bao cố gắng và công sức của mình đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim sinh năm 1985 công việc tiến trị tốt ngoài dự kín tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy sinh năm 1997 mâu thuẫn trong chuyện tình cảm tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sinh năm 2009 và 1900 49 dễ cảm thấy tổn thương vì người mình yêu tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ sinh năm 1961 nên tập trung làm việc để nâng cao hiệu quả tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc sinh năm 1973 đừng có tự cho mình là đúng mà phải biết lắng nghe về đánh giá của bạn tử Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy với bạn đang gặp được ngày có thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi dần đang rất sáng rõ có được nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán làm nghề tự do thì có một ngày bận rộn đủ các đơn hàng tới tấp tới với mình bạn mạnh tuổi dần cần phải biết cách sắp xếp công việc nếu không sẽ dễ gặp phải nhiều vấn đề khi có quá nhiều dầu việc dồn dập chồng chất lên nhau muốn kiếm được nhiều tiền thì ngoài chăm chỉ thì còn cần phải có đầu óc nữa bên cạnh đó ngày này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc thổ tương xung cho thấy con đường tình duyên của bà tuổi dần đang gặp phải nhiều trắc trở bạn từ dần cứ ngỡ đã tìm được tình yêu thuộc về mình, nhưng tới cuối cùng mới nhận ra mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận của mình mà thôi về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 cần có thói quyên sắp xếp công việc cho khoa học tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 1986 tình duyên trắc trở không được như ý tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998 nên hiểu cho chính mình trước khi bước chân vào mối quan hệ mới từ vi tuổi canh dần thuộc mộc sinh năm 1950 sự ngộ nhận có thể khiến cho bạn chịu sự tổn thương từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim sinh năm 1962 công việc tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không có được nhiều may mắn với mình và ngày hôm nay với bạn tuổi mão bạn mệnh dễ gặp phải những rắc rối trong chuyện tình cảm do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành mạo thìn tương hại gây ra Bạn mệnh tuổi mão bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung không thống nhất được ý kiến với nhau dù là những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho bạn và đối phương có những cuộc tranh cãi nảy lửa nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, còn khiến cho cuộc sống của bạn tuổi Mão thêm phần tệ hại hơn khi mà công việc của bạn mệnh xuất hiện những sai suất khá lớn vì thói quyền chủ quan của bạn mệnh và bạn tuổi Mão dễ phải nhận sự khiển trách của cấp trên vì điều này về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm từ những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa sinh năm 1987, dễ đánh mất đi lý trí khi cảm xúc lên ngôi. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ sinh năm 1999 và 1939 cần phải tập trung làm xong công việc của mình. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc sinh năm 1951, đừng có đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, sinh năm 1963, cần phải học cách đứng dậy sau khi vấp ngã. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cảm xúc của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mà mình thực sự muốn là gì chính vì thế mà với bà tuổi thìn đang có nguy cơ đánh mất đi mà người mình yêu thương bạn mệnh tuổi thìn trong ngày này còn có thể mắc thêm phiền phức khi bị tiểu nhân thiên quan không ngừng quấy phá gây khó dễ trong công việc Bà tuổi thìn, bạn không muốn phải mất lòng bất cứ ai, nhưng có lẽ đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ hơn nữa. Với bà tuổi thìn, chính thối cả nể khiến cho bạn chẳng thể nào thẳng thắn đối diện với kẻ xó bụng đang có âm mưu làm hại mình. Nhưng suy cho cùng, đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, đi với ma thì phải mặc áo giấy, bạn nên cân nhắc lại đi thôi về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sinh năm 1964 nên học cách nói không trước khi tự hại mình tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 tiểu nhân không ngừng gây chuyện thị phi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 cần phải có quyết tâm và nỗ lực hơn người tử vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940 tình cảm không thể ép buộc mà phải để tự nhìn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 và 1952 nên hiểu cho đối phương thông cảm để cùng nhau yêu thương về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn đang có được nhiều dấu hiệu khởi sắc một cách rõ rệt. Và ngày này, nếu như bạn là người làm công ăn lương, thì bạn sẽ có được nhiều cơ hội để phát huy nghề tay trái của mình. Còn đối với những bạn làm kinh doanh tự do, buôn bán, thì muốn thăng thêm thu nhập cho mình, nên mạnh dạn triển khai những kế hoạch có thể bạn sẽ gặp khó khăn ban đầu, nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ vượt con số mà bạn tưởng tượng. Trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cho thấy với những hy sinh của bạn trong tình yêu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Và khi bạn cho đi quá nhiều mà không đòi nhận lại thì chỉ khiến cho đối phương có thói quen ích kỷ, ý lại mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa sinh năm 1965, đừng biến bản thân mình thành kẻ bị lợi dụng, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ sinh năm 1977 nên học cách để tự bảo vệ bản thân mình, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc sinh năm 1989, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim sinh năm 2001 và 1941 thần tài chia chở cho chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 dễ kiếm tiền từ ngày tay trái của mình. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ 3 ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ trong lúc này tài lộc của bạn mệnh khá chi là ổn không có nhiều chuyện cần phải lo toan chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bà tuổi ngọ có được tiền bạc rụng rịnh trong tay nhờ làm việc tốt công việc của mình xong trong ngày này với bà tuổi ngọ ngộ hành sinh xuất bạn lại tỏa ra có những nỗi buồn khi mà những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp khi bạn đang còn cô đơn một mình chẳng biết phải chia sẻ tâm sự những nỗi buồn cùng với ai. Bạn mạnh tuổi ngọ nên xin năng tham gia các hoạt động xã hội để tăng thêm các mối quan hệ cho mình, hãy thả lòng mình một chút. Đừng có quá khắt khe với chính bản thân mà để cho cơ hội tình yêu đến cứ thế lại vụt bay mất về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954 à, buồn chán khi không có người ở bên tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966 tiền bạc đủ đầy nhưng vẫn không được vui tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa sinh năm 1978 cái chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990 cần phải học cách yêu lấy chính bản thân mình, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, sinh năm 2002 và 1942. Đừng có từ chối tình yêu khi bạn đã rung động. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp ngày có chính quan nhập mệnh chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề công việc và hôm nay bạn tuổi mùi chỉ cần làm tốt công việc của mình, thực hiện theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ trước đó là mọi chuyện sẽ ổn thỏa với bạn và bạn tuổi mùi trong ngày này nếu như muốn tiến xa tiến nhanh hơn nữa thì bạn nên dành thêm thời gian để đào sâu tìm hiểu về những kiến thức mới tìm cách tích lũy học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình để tương lai phục vụ cho công việc được tốt hơn Ngày này, bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có màu khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi mùi, cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đó. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Đừng có vì mãi mê làm việc mà ăn uống không đúng giờ giấc, bộ bữa làm hại đến dạ dày, hại đến sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955, công việc hoàn thành tốt ngoài dự kiến Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy sinh năm 1967, cần phải chăm chỉ và cần cù hơn nữa. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, sinh năm 1979, sức khỏe kiếm, dễ cảm thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, sinh năm 1991, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, sinh năm 2003 và 1943, chăm chỉ mang đến cho bạn sự thành công. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân, xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bà tuổi thân cần phải mở cửa trái tim mình, đào hoa nở rộ ngay trước mắt. Bà tuổi thân đừng có chần chừ nữa mà hãy mở lòng để đón nhận tình yêu tới. Trong ngày hôm nay, với sức quyến rũ của bạn tuổi thân, có thể lên đến đỉnh điểm mà bản mệnh có khi chẳng cần phải làm gì, chỉ đứng một chỗ và là chính mình thôi cũng đủ để thu hút được sự chú ý của những người khác phái rồi. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi thân, lại đang gặp được ngày cô thiên ấn chiếu mệnh, góp phần tô thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh ngày hôm nay của bạn. Khi mà với bạn tuổi thân, có được sự thông minh, lanh lợi, có thể nhanh chóng giải quyết được những vấn đề đang còn tồn động trong công việc nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 biết mình dội ở đâu sẽ dễ dàng thành công hơn tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956 tình cảm đôi lứa thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968 công danh phát đạt có được nhiều cơ hội. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, sinh năm 1980 nên bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, sinh năm 1992 đừng có ngại chủ động trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang có được sự trợ giúp của quý nhân trong chuyện tình cảm với những mâu, thu mâu thuẫn rạn nứt trước đó trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và với bà tuổi dậu, bạn biết mình cần điều gì, muốn thứ gì trong cuộc sống này. Bạn cũng vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Chính vì thế mà sau những giây phút nóng giận, bốc đồng, bạn cũng sẵn sàng xuống nước để nín giữ những hạnh phúc chua thuộc về mình. Ngày này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày của chính án chiếu mệnh. Nhắc nhở bạn tuổi dậu cần phải giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chẳng có ai là không có lúc cảm thấy nạn lòng vì thất bại. Nhưng bạn cần phải kiên trì và quyết tâm thì sẽ sớm chiến thắng được nghịch cảnh mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, sinh năm 1945 và 2005. À, nên có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ sinh năm 1957, quý nhân sẽ chia duyên trị lối cho chuyện tình yêu của bạn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ sinh năm 1969, đừng có bỏ qua cơ hội để có được hạnh phúc. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc sinh năm 1981, bạn xứng đáng có được nhiều thứ hơn thế. Tử vi tuổi quý dậu Hùa Kim, sinh năm 1993, công việc hoàn thành nhanh chóng trước tín đồ. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn tuổi tốt. Từ vị tuổi tốt thứ 3 ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ 3 này với bạn tuổi tốt Xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang trải qua một ngày gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại nữa hay là không. Và xem tử vi ngày thứ ba này với bạn Tử Tuất cho chúng ta thấy là với bạn Tử Tuất cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất xỉu mùi. Chưa chắc những vấn đề phát sinh từ những mâu thuẫn nào cụ thể mà có thể chỉ là bản mệnh cảm thấy nhàm chán. Và mắt dần đi sức hút với đối phương mà thôi, cái chuyện tình cảm thực sự rất khó để nói rõ ràng. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tử Tuất lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho bạn tuổi Tuất gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc. bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách liễu với cấp trên, thậm chí còn theo dệt nên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm hạ thấp uy tín của bạn nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa sinh năm 1994 và 1934 cần phải đề phòng bị tiểu nhân phá hoại tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946 nên bình tĩnh để không đánh mất đi cơ hội tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 có nhiều việc chẳng thể nào làm khác được tử vi tuổi canh tuất thuộc Kim, sinh năm 1970, bình tĩnh để không phạm thêm sai lầm. tử vi tuổi nhâm tuất thuộc Thủy, bạn có thể có được nhiều may mắn hơn nữa đối với những bạn sinh năm 1982. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi cần phải vững tin với quyết định của mình. Chính nhờ sự quyết đoán và dứt khoát của bạn mà công việc sớm được giải quyết một cách ổn thỏa. Trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày của cục diện ngũ hành, thủy thổ xung khắc cái điều này à, mong muốn có được một gia đình hạnh phúc như ý nhưng dường như với bạn tuổi hợi đang áp đặt những suy nghĩ của mình lên đối phương và khiến cho mối quan hệ trở nên ngọt ngạt và ngày này với bạn tuổi hợi bạn cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất hãy tôn trọng ý kiến của đối phương và tìm cách dung hòa mong muốn nhu cầu của hai người để không ai là người phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này cả Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995, tình cảm không thể ép buộc cần phải để tự nhiên tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sinh năm 2007 và 1947 có nhiều vấn đề phát sinh do không chịu đối thoại tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959 nên bình tĩnh để xử lý vấn đề nhanh gọn tử vi tuổi tân hợi thuộc Kim sinh năm 1971, dứt khoát và quyết đoán đưa ra lựa chọn đúng đắn. Từ vi tuổi quý hợi thuộc Thủy sinh năm 1983, đừng có để mình trở nên độc đoán, không ai chịu nổi bàn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.